xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi ảnh đại diện trên tài khoản google và sửa nhờ đây tôi muốn là thay đổi ảnh đại diện đối với tài khoản google này thì tôi sẽ làm như sau đầu tiên á tôi sẽ nhấn chọn vào ảnh đại diện tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là quản lý tài khoản google của bạn ở tôi chọn vào sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là thông tin cá nhân rồi tiếp theo để đổi ảnh đại diện á thì bạn chọn vào ảnh đại diện ở nằm ở đây đó, các bạn chọn vào thì đây chính là ảnh đại diện lúc ban đầu của tôi bây giờ tôi không muốn là sử dụng ảnh này nữa mà tôi muốn là thay đổi thành ảnh khác thì ở đây tôi sẽ bấm vào thay đổi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải hình ảnh đại diện của tôi từ máy tính lên thì ở đây tôi sẽ chọn là từ máy tính này tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm vào tải lên từ máy tính bây giờ tôi sẽ tiến hành là chọn một hình ảnh để làm hình đại diện giả sử như đây tôi sẽ chọn hình ảnh này bấm vào open thì các bạn chúng ta đợi vài giây để cho hình ảnh của chúng ta nó được tải lên rồi bạn có thể là thay đổi kích thước này đó nếu mà ảnh đại diện của bạn lớn á các bạn có thể là chọn vùng ảnh nha bằng cách là các bạn chúng ta sẽ giữ chuột vào hình ảnh và các bạn chúng ta kéo rồi ở đây á tôi thấy cái vùng ảnh đó nó đẹp rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là lưu lại bằng cách bấm vào lưu làm ảnh hồ sơ đó, tôi bấm vào thì ở đây á nó đang lưu lại thì lúc này á nó sẽ xuất hiện thông báo là có thể mất vài ngày để thay đổi này được áp dụng trên tất cả các dịch vụ của Google mà bạn đang sử dụng ví dụ như là các dịch vụ của Google như là Gmail YouTube hoặc là Google Meet thì nó có thể mất vài ngày để hình đại diện của bạn á nó có thể cập nhật khi các bạn chúng ta đổi á thì các sản phẩm đó nó chưa cập nhật luôn đâu nó có thể mất vài ngày nha rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm đại hiểu này thì các bạn thấy đây này nó cập nhật anh đại diện cho tôi luôn Đó các bạn có sắc đây này Ở đây nó cập nhật luôn Tuy nhiên đối với các tài khoản như là Youtube Thì nó sẽ cập nhật sau nha Như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách thay đổi anh đại diện trên tài khoản Google Nếu thấy video hay hữu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các bạn đã theo dõi